Xin chào các bạn Bây giờ uh, mình sẽ nói về delay system nha các bạn Cái này là một trong những uh, điều kiện rất là quan trọng để các bạn đi setup âm thanh Và mình uh, nắm bắt được uh, là delay là gì uh, uh, Giữa khoảng cách giữa các loa như thế nào để mình uh, có một cái, cái lộ trình uh, Có nghĩa là mình hình dung được cái setup của mình nó tiêu chuẩn nhất các bạn à, uh, mình xin nhắc lại là cái delay system nó không giống như là mình hiểu nó là một dạng eco đó các bạn không phải là mình đi chỉnh eco như thế nào rồi bát chép làm sao độ vang như thế nào cái đó không phải là vậy các bạn uh, cái này nó liên quan tới cái vấn đề về kỹ thuật mình uh, mình biết về cái kỹ thuật ấy mình biết về cái đường đi của âm thanh ấy thì uh, cái vấn đề về setup của mình nó sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn và mình biết là nếu mà mình lắp cái đó lên ấy thì nó sẽ lỗi chỗ nào và uh, mình có cái định hướng sửa hoặc là mình tới một cái môi trường nào đó mà âm thanh nó bị lỗi thì mình sẽ dễ cảm nhận hơn các bạn cái uh, bài viết này thì mình có có viết ở trên cái website của mình rồi nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm clip các bạn ha À, một cái mô hình đơn giản mà mình thường thấy các bạn, mình sẽ cho các bạn coi cái hình này nè. Đây, cái hình này á là các bạn sẽ thấy một cái loa ở phía trước nè, một cái loa ở phía sau nè. Thì giữa hai cái loa này á, người ta phải làm hệ thống delay cho nó. Nếu không làm cái system delay, không setup delay cho nó thì các bạn sẽ gặp lỗi rất nhiều nếu cái lỗi đó là ở tiếng nói không thì không thành vấn đề nhưng mà nếu có biểu diễn âm nhạc thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều phiền phức ở đây à, trước khi à, giải thích về vấn đề à, delay ấy thì mình sẽ cho các bạn một cái hình dung như thế này lý do tại sao mà ở à, lắp loa thì để vị trí nào người ta nghe được thì thôi chứ không phải vậy đâu các bạn một tiếng nói thì nó nghe được nhưng mà nhiều tiếng nói hoặc là nhiều nhạc cụ hoạt động cùng một lúc và nó sẽ làm lộn xộn xì ngầu cái vấn đề âm thanh của mình nó chồng chéo nó triệt pha rồi nó dao động rồi... nói chung làm cho âm thanh của mình rất là là, là khó chịu ở ở ngoài trời đấy nó vẫn có system delay nhưng mà cái mức độ nó sẽ thấp hơn ít hơn là ở indoor. Thực ra những cái vấn đề mà lắp đặt như thế này nè các bạn. Đấy, các bạn thấy à loa treo đó. Đấy, những dạng như thế này nè. Indoor đó là một trong việc rất là nhức nhối cho hiện nay một số cái vấn đề lắp đặt mình cứ nghĩ là là uh, nếu thấy hội trường đông như vậy thì mình sẽ lắp nhiều loa lên để cho ở phía sau nó dễ nghe nhưng mà cái việc như thế này á, nó còn gây tác hại kinh khủng hơn là các bạn để một cái loa mà một một cái công suất mạnh ở trên các bạn thổi xuống ví dụ như là các bạn thấy một số hệ thống line array ở trên người ta sẽ bố trí rất là nhiều cái loa để người ta thổi xuống Thật ra cái mục đích của người ta cũng ở trong đó người ta cũng muốn là à, âm thanh nó phủ xa rộng đều và không có bị ảnh hưởng delay vậy thì lý do tại sao mà nó lại như vậy <laughs> nghe có vẻ à, nghe có vẻ rất là là là, là trước giờ đi lắp đặt âm thanh thì mình cũng làm vậy đúng không nhưng mà rồi lắp lên rồi mới thấy có băng nhạc là càng chết nữa Đây là cái đường đi của nó nè các bạn. Rồi, cái hình này mô tả thôi, thôi mình lấy cái hình này cho, cho các bạn dễ hình dung nè. Rồi mình sẽ nói ha. Các bạn để ý con chuột của mình nha, con chuột nè. Rồi mình sẽ nói ha. Khi mà hai cái loa cùng phát ở hai vị trí như thế này nè, có nghĩa là uh, các loa có khoảng cách khác nhau thì sinh ra delay khoảng cách khác nhau là bao gồm là cái gì bao gồm là lắp đặt một gen một loa dưới hoặc là một cái loa ở trên một cái loa ở dưới là vẫn sinh ra delay thì bây giờ mình sẽ tập trung mình giải quyết cái này để cho các bạn hiểu được là cái đường đi của nó như thế nào ha bây giờ nó có một đoạn âm thanh nó nó đánh ra thì cái người ngồi ở vị trí của những cái hàng ghế ở phía sau nè À các bạn coi con chuột của mình nè. Những người ngồi ở vị trí này người ta sẽ nghe cái một cái âm thanh. Ví dụ mình để hả âm, à một tín hiệu âm một cái, rồi. Như vậy thì nó cái loa này nó sẽ phát. Đấy, cái loa này nó phát ha. Ở vị trí trên này người ta cũng nghe giống vậy. Nhưng mà chưa đâu. Thì từ ra bắt đầu cái hướng đi của cái loa loa trên cùng này nè cái chết cái loa trên đầu này các bạn nó đi 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 tới cái loa này phát ra xong cái loa ở phía sau nè nó đã phát ra xong rồi á thì cái loa trước này nó lại lên một cái âm thanh giống như vậy nữa cho người của ở những cái khu vực này nghe vậy thì nó sẽ có một cái lỗi như thế này có nghĩa là cái loa bây giờ mình nói là cái loa mà gần nhất là người ta sẽ cảm nhận âm thanh nhanh nhất tốc độ nó nhanh nhất tốc luôn âm thanh luôn luôn có cái cái tốc độ đi của nó các bạn Đó, tốc độ ánh sáng như các bạn thấy không tốc độ ánh sáng nè tốc độ của âm thanh nè có nghĩa là ở trong một giây là nó sẽ truyền được bao nhiêu feet có nghĩa là cái 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 từ vị trí phát nó ra là nó sẽ đi bao nhiêu feet trong một giây ví dụ vậy thì cái nào nó cũng có tốc độ đường đi của nó hết À cái cái này người ta sẽ nghe trước rồi sau đó người ta sẽ nghe một đoạn âm thanh từ phía sau. Vậy cái đó mình chỉ thể hiện là một đoạn nhạc thôi nha, còn ví dụ như giờ các bạn quấn nhạc đi và các bạn đánh nhạc đi. Ở đây các bạn cái loa ở dưới cùng các bạn đang đánh ở nốt đô, tự nhiên bây giờ á sau chu kỳ thứ hai có nghĩa là nốt nhạc thứ hai là cái loa này là nốt rê nhưng mà cái nốt đô nó bắt đầu nó xuống nó đè lên nốt rê thì chắc chắn cả kháng phòng ở đây các bạn khi mà in đo là âm thanh nó tụ lại nha nó không có tự triệt tiêu nó sẽ tụ lại thì nó đè lên cái nốt thì làm cho những cái người ở đây á, nó sẽ nghe một cái âm thanh không rõ ràng chắc chắn luôn chắc chắn là nó sẽ không nó đi xuống đây nó đè lên cái nốt đó và nó là không rõ ràng tiếng nói thì được tiếng nói thì nhiều khi mình nói ra mình nghe được ví dụ như bao gồm này, trong cái dàn âm thanh nó bao nhiêu cái tính chất nhạc cụ bao gồm nốt của guitar nốt của keyboard trống tung rất là nhiều thì người ta gọi cái đó được gọi là sự lệch pha không đồng nhất có nghĩa là cái cái âm thanh tiêu chuẩn nhất là âm thanh phải phát từ một nguồn là từ một pha dao động ra còn các đa, cái này các bạn làm cho nó thành hai ba nguồn phát thì nó sẽ là thành hai ba nguồn pha dao động rồi các bạn hình dung ha một cái loa nó luôn luôn có cái pha và cái dao động của tần số của nó như vậy thì khi mà setup âm thanh hội trường khi setup âm thanh hội trường mình thấy rất là nhiều cái setup ở đây cái setup loa trước là sau hoặc các loa treo tường à, cái vị trí Uh, cái loa thì mình nói để để có thể là, là mình nói luôn. Vì vậy, người ta sẽ set up cái delay cái độ trễ. Delay là độ mình trì hoãn lại cái độ trễ của cái loa này. Cái loa phía sau nè các bạn. Người ta sẽ ốp cái độ trễ của cái loa phía sau. Khoảng cách từ loa chính là loa thứ nhất cho tới loa thứ hai bao nhiêu mét là người ta sẽ quy đổi thành fit khi mà các bạn uh, làm kỹ thuật hệ thống đó kỹ thuật hệ thống là khi các bạn setup trong những controller uh, thì nó có những cái chỉ số uh, mili giây đó thì các bạn phải cần convert nó thành fit thì các bạn sẽ đo nó chính xác về cái vấn đề uh, đề mình sẽ setup và uh, cái chỉ số delay mình trì hoãn cái loa phía sau loa thứ hai này nè nó sẽ phát trễ lại có nghĩa là cái âm thanh ở trên này là loa chính thì ở dưới này người ta cũng không nghe, không nghe nhiều các bạn ha thì nó trẻ lại thì cái loa này nó vừa phát ra thì nó trễ một chút xíu thôi tính bằng mili dây nha các bạn để ý nha mili dây là hầu như lỗ tai mình không kiểm soát được nhưng mà nó làm cho cái pha dao động giữa hai loa nó sẽ sẽ sẽ, sẽ rất là, là là, là, nó sẽ chính xác hơn về hai cái pha dao động vì vậy ta sẽ trì hoãn các bạn ha trì hoãn Ờ... Uh cái mình muốn có một cái cái điều nữa nè giữ khoảng cách giữa hai loa này mà càng ngắn là càng tai hại các bạn giữa loa thứ nhất và loa thứ hai này càng ngắn là càng tai hại thì mức độ chồng chéo pha nó còn kinh khủng hơn nữa ví dụ như này xa thì cái này nó giảm dần có nghĩa là từ cái loa chính thì nó giảm dần giảm dần giảm dần xuống với tới cái hàng những cái hàng ghế ở đây nè thì nó nó đã giảm dần rồi nhưng mà thật ra nếu mà mình mở lớn giảm dần tuy mình biết là xuống như thế này thì nó sẽ ít lại đúng không nhưng mà lỡ mình mở lớn thì sao mà cái cường độ âm thanh nó lớn nó có thể phóng xa đi được thì rất là nguy hiểm vì vậy cái việc set up delay cho hai loa và giữ các loa có khoảng cách với nhau bắt buộc là người ta phải tạo ra delay system hoặc là system delay cái đó các bạn phải 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 làm phải làm khi mà mình treo một cái loa lên mình biết là khách hàng của mình cái quy mô nó làm gì hội trường hoan những cái loa nhỏ nhỏ thì mình không cần thiết nha à, nhưng mà với một cái môi trường nó quá nhiều tính chất âm thanh không ví dụ như có hát với nhau là những cái nguồn nhạc nó sẽ phát rất là nhiều cái tần số ở trong một bài nhạc đó thì nó sẽ làm lộn xộn sờ ngầu và các bạn sẽ cảm thấy Trời ơi sao mà tôi tôi xài uh, nhạc cụ xịn nè loa xịn nè không à, tất cả những cái 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 gì đó mà tôi đầu tư là tốt nhất nhưng mà cái môi trường đó và cách lắp đặt loa đó nó sẽ ảnh hưởng tới thiết bị xịn cũng như thiết bị giỏm các bạn để ý cái việc này nha thật sự là nó rất là quan trọng các bạn xem ở đây những những cái cách setup delay của người ta đó loa trước loa sau bắt buộc phải 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 tính về delay hết à, nhỡ mà sau cái clip hôm nay á nhỡ mà các bạn mà mà thấy cái này rồi á thì à, nếu mà ở cái nhu cầu của mình có chơi nhạc có làm một cái việc gì đó mà ở những cái loa treo thì nên setup ờ à, cho nó cái âm thanh đẹp nhất theo mình nghĩ nha mà mình cũng coi rất là nhiều cái, cái 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 tài liệu rồi thì cái âm thanh mà đánh từ một nguồn từ ở trên xuống ấy, là âm thanh đẹp nhất phải nói là nó một dạng là chuyên nghiệp rồi tại sao người ta có những cái hệ thống loa array là những mảng nhỏ ghép lại với nhau để làm gì để là nhiều tính chất âm thanh hoặc là cái bóp cái họng cho nó phóng cho nó xa đi có nghĩa là mật độ âm thanh nó dày và nó phóng xa đi nó làm cho những cái người ở nhiều vị trí khác nhau nghe rất là tốt cái loa ở trên cùng loa ở dưới thật ra là những hệ thống đó người ta vẫn có set delay set delay là là gì là giữa cái khoảng cách giữa các loa với nhau và loa sấp trầm để có nghĩa là loa chính loa middle và nó vẫn set delay nhưng mà dầu gì nó vẫn dễ hơn là cái hệ thống như mà các bạn đang coi ở đây đây cái hình các bạn đang thấy ở trên màn hình của mình đây dầu gì nó vẫn dễ hơn nha chưa nói là những cái tần số bass nó không thể nào tự triệt tiêu ở trong kháng phòng nữa, nó làm cho ồn ào nữa. Nói về cái system delay á các bạn, nói thật sự là mình rất có nhiều cái mà 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 mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không có 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 nghĩa là nó không có đơn giản như là 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 việc mình nghĩ ha. Như các bạn thấy rồi đó. Chơi nhạc khác ha, nói khác system delay cũng là một cái cái vấn đề và người ta muốn phủ phủ rộng âm thanh đều nhưng với điều kiện là ở mức độ phải có tính toán như ở đây các bạn thấy một số cái hệ thống array ở đây người ta đã có sẵn ha trên cái hình các bạn thấy nào người ta vẫn bố trí một số cái loa loa, loa, loa con ở đây thì những cái loa con này được gọi là system delay Ờ uh... Những hệ thống loa con này sẽ được người ta làm sao mà âm thanh phủ từ ở trên vừa đủ nghe ở trên và ở dưới cũng vừa đủ nghe. Có nghĩa là người ta mong muốn là âm thanh phủ rộng đều không phải là một cái gì đó nó quá lớn, nó quá áp lực. Ở trong cái nhu cầu indoor đó, nha, nhu cầu indoor là không phải lúc nào mình cũng muốn rầm rầm rầm, muốn hết ga hết số. Nhưng mà người ta cần một cái không gian nó sẽ sẽ tiêu chuẩn hơn, đạt cái vừa là tiêu chuẩn vừa đạt hiệu suất và được uh, tạo được cái độ chắc của âm thanh độ gọn thì bắt buộc người ta phải làm cái 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 việc này là cái việc system delay ở đây các bạn coi ở đây nè cái hình này cái hình này là phổ thông cho một số cái vấn đề ha các bạn ha à, thật ra các bạn thấy giữa cái sub với là cái này nó quấn từ uh, main out ra so với cái hình này nhưng mà thật ra là cái sub với cái cái, cái 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 lo chính ở trên này là array ở đây bắt buộc phải phải làm 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 pha lại các bạn mặc dù là nó không thông qua thiết bị controller là matrix ở đây các bạn thấy cái đường xanh nó có chữ matrix nè không không qua cái, cái controller để trì hoãn thực ra là cái hình này người ta chỉ muốn cho các bạn thấy được là là bắt buộc những cái hệ thống loa con phải là qua những cái hệ thống như vậy mình phải set up là cái giải tầng của nó bao nhiêu độ lớn của nó bao nhiêu ha rồi chính xác hơn được nữa là mình cần phải bắn pha của mỗi cái loa mình dùng mà RTE mình dùng phần mềm mình bắn pha mình sẽ uh, đo cái pha trước và đo cái pha sau ha rồi mình sẽ biết được là cái độ trễ giữa các khoảng cách loa là bao nhiêu và mình cho nó mình nhập nó vào cái chỉ số controller hoặc những cái BA controller là cái gì hoặc là, là những cái thiết bị như thế này nè cái hai in ra 6 ao hoặc là nếu mình nhiều loa hơn thì mình có thể dùng nhiều cái thiết bị như thế này nữa rồi Ờ uh, tâm delay là như vậy đó các bạn chứ không phải là Eco bộ, có chỉnh đâu ở cái đó thì nó có sẵn ở trên những cái con chip rồi độ dài độ ngắn thì mình chỉnh nó hay hay dở thì do cái cái cảm nhận của mỗi người thôi thì cái này nó nó mình muốn chia sẻ clip này để thật ra thì khi nào các bạn lắp à, lắp đặt âm thanh đấy thì mình cũng có thể tham khảo thêm về các điều kiện kỹ thuật của nó với một cái hệ thống mà 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 nhiều loa đó nào các bạn thấy không? Sub delay men thì bắt buộc người ta phải các bạn coi cái hình. Thì bắt buộc bắt buộc phải làm hết, không thể nào mà mình không làm. Nếu mà kỹ đó, thật ra nếu mà kỹ là phải bắn hết tất cả những cái loa nhưng mà các bạn yên tâm đi. Mình chỉ bắn một lần thôi. Nếu mà mình lắp đặt thường xuyên ví dụ như cái hệ thống âm thanh của mình ví dụ như là uh, hệ thống âm thanh lắp đặt đúng không mà nếu mà mình có delay mình sẽ đặt delay cho nó nếu mà các bạn kinh nghiệm được có khoảng cách bao loa bao nhiêu tính ra số mili bao nhiêu mình vẫn có thể làm đó nhưng mà mình không thể cảm nhận được cái độ chính xác nó bằng bằng máy móc ha bắn ở đây là mình bắn rta đó các bạn thì mình sẽ làm nó chính xác nhưng mà trong cái RTA, nó còn có một cái cái gọi là nhiều khi cái thông số kỹ thuật nó cho các bạn thấy là như vậy. Nhưng mà về cơ bản á, là các bạn cần phải có một cái gọi là thêm một một số cái cái, cái 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 kinh nghiệm nữa mình nhận thấy rồi mình đưa ra quyết định của mình chứ không phải là cái chỉ số đó là cái chỉ số cuối cùng thì thông thường á mà những cái loa có khoảng cách với nhau á thì delay nó chạy tùm lum hết các bạn nó chồng chéo ví dụ như cái này thành một đường hoặc là thật ra nó rất là khó một đường tại nó quá nhiều chính thức chính thức âm thanh à, cái cái tính chất âm thanh ở trên 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 những cái pha dao động à, tính chất âm thanh là nó tới nhiều cái đường sống này nó gấp mấy gọi gọi nó mấy cha trăm bao nhiêu cái hạt ở trong đó từ 20 hạt tới uh, tới 20 kg hạt thì các bạn biết bao nhiêu cái chu kỳ bao nhiêu cái đường sống như vậy nhưng mà dầu gì á về nguyên tắc dầu gì mình biết về nó mình cũng sẽ làm tốt hơn các bạn mình biết được là giữa các loa có khoảng cách với nhau đó, thì sinh ra delay Ha. thì mình phải set up delay các bạn lưu ý ha mình chỉ nói về trên vấn đề những cái hiệu suất âm thanh cho loa lớn thôi nha là những cái hệ thống âm thanh sân khấu và có biểu diễn cường độ lớn nhưng với một cái cường độ nhỏ thì cái tỷ lệ và cái quy mô nó nhỏ thì mình không cần thiết phải làm những cái vấn đề đó một số bạn làm hai n á vẫn làm cái vấn đề này mình thấy một số vẫn vẫn làm nhưng mà về cơ bản quản thực ra cái loa nó, nó nó ở cái cường độ nó nhỏ lắm cái sub nó nằm ở trên có một cái sub và nó cái cái dao động tần số của nó cũng không có nhiều lắm mấy cái loa surround nó cũng không quá lớn đây đây là những cái hình mình mình lấy ra để cho các bạn dễ cảm nhận đó array thì ở trên bính xuống thôi người ta chỉ làm cái delay giữa cái thằng thằng loa chính trên với là loa dưới hoặc là cái hai frequency nhưng mà thật ra là cái hai frequency á ít ai làm giờ delay cho nó nhiều tại vì sao? Tại vì cái tần số cao nó ít có tần số số cao nó ít có những cái 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 cái, cái um, triệt pha với nhau tại vì cái tần số nó 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 dao động nhanh quá. Nhiều quá chu kỳ số lần nhiều, nhiều quá nên cái mình khó thấy được cái pha của nó như là cũng lỗ tai cũng khó cảm nhận lắm. Rồi, mà uh, mục đích clip hôm nay là như vậy mình uh, rất cảm ơn các bạn xem clip hi uh, vọng là các bạn sẽ nắm được uh, về cái này mình cố gắng mình mình vừa ứng dụng cái cái gọi là cái kinh nghiệm cái kinh nghiệm mà mình lắp đặt và vừa cố gắng mình mình sử dụng mình đọc tài liệu để làm sao mà mình lại uh, có một cái trình bày tốt nhất cho các bạn Uh, mình không đi sâu về pha như thế nào là chồng chéo pha <laughs> cái đó thì nó sẽ có một cái 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 uh, cái clip sâu và hy vọng là tờ, tờ, mình sẽ làm uh, làm thêm những cái clip để uh, mình thấy được cái nào mà nó thích hợp cho các bạn thì trước mắt các bạn ở đây là một cái vấn đề lắp đặt bốn loa cho một kháng phòng như thế nào ha rồi những cái loa lít chích là loa con hay là gì đó thì các bạn cần cần phải lưu ý về cái system delay Đấy. là mình phải trì hoãn cái loa đặc biệt là những cái loa phía sau ha mình xin tổng kết lại một chút xíu nữa ha. là mình trì hoãn lại những cái 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 cái, cái loa phía sau làm độ trễ để nó dao động với những cái hệ thống loa chính là cùng một pha. Càng treo nhiều loa ở trên tường mà quấn ở cường độ càng lớn thì lại càng tiêu chứ không phải là treo nhiều loa ở trên tường là các bạn sẽ có một cái hệ thống âm thanh dày hơn tốt hơn thậm chí các bạn nó nó giữ âm thanh trong phòng đó và nó dẫn đến hú và người ta nghe không rõ nữa đấy đó. các bạn nếu mà các bạn mà mà, mà lắp đặt thường xuyên các bạn sẽ thấy đó rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau <laughs> Rồi, nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới bên cạnh đó thì ở ở trên cái website của mình ấy ở trên cái cái ở trên cái website đại thiên ân của mình ở đây nè ra mở nhiều hình dữ ta mình cũng có viết cũng rất là các một số cái bài viết các bạn mình không có làm clip nhưng mình có viết một số bài viết thì uh, các bạn xem ở đây Nếu có thể uh, có vấn đề gì đó có thể trao đổi với mình ha uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn